Vì sao Trần Quang Lộc và Nguyễn Văn Camille liên tục chạm trán nhau ở Lion Championship? Sau hai sự kiện đầu tiên diễn ra trong năm 2023, Lion Championship 6 mở đầu bằng trận tranh đai vô địch giữa hai võ sĩ nhiều duyên nợ là đương kim vô địch Trần Quang Lộc và Nguyễn Văn Camille. Theo báo cáo của ban tổ chức giải MMA Việt Nam Lion Championship, sự kiện Lion Championship 6 sẽ diễn ra với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Trần Quang Lộc và Nguyễn Văn Camille. Với nhiều khán giả, cặp đấu này không khỏi gây bất ngờ vì cả hai võ sĩ đã liên tục chạm trán nhau từ cuối năm ngoái đến nay. Xét về mặt chuyên môn, việc Camille tiếp tục gặp Trần Quang Lộc trong một trận tranh đai không phải điều thiếu hợp lý. Tại sự kiện Lion Championship 4 diễn ra cuối tháng 3, Camille đã thể hiện phong độ tốt khi đánh bại Nghiêm Tục Lâm, cũng là một võ sĩ rất mạnh ở hạng cân 70kg bằng một đòn khóa ngay hiệp 1. Việc giành chiến thắng trước Nghiêm Tục Lâm giúp cho Camille bảo toàn vị trí số 1 ở hạng cân 70kg nam, qua đó đủ điều kiện thách đấu tranh đai với Trần Quang Lộc. Ở chiều ngược lại, quái vật da nâu cũng có phong độ tốt thời gian gần đây. Anh vừa có chiến thắng trước đối thủ Trung Quốc Lý Tiểu Long. Hè 2018, Nguyễn Văn Camille chạm trán Trần Quang Lộc ở sự kiện Mekong FC 2. Đó là trận đấu mà Camille nhận thất bại bằng điểm số, nhưng cách biệt giữa hai võ sĩ không quá lớn. Lịch sử lặp lại với duyên nợ của hai võ sĩ này khi họ cùng đăng ký tham dự Lion Championship ở hạng cân 70kg nam. Lá thăm may rủi đưa Camille và Trần Quang Lộc nằm khác nhánh đấu, qua đó họ có thể chạm trán nhau trong trận chung kết mùa đầu tiên của Lion Championship. Nếu như Quang Lộc thi đấu ổn định ngay từ vòng ngoài, thì Camille lại gặp ít nhiều khó khăn trong việc ép cân ở vòng bán kết và tứ kết. Phải đến trận đấu cuối cùng gặp đối thủ cũ, Camille mới ép cân thành công. Trong đêm chung kết Lion Championship mùa đầu tiên, Camille và Quang Lộc đều không thể thi đấu với phong độ tốt nhất do sàn thi đấu ngoài trời quá trơn. Kết quả cuối cùng với một chiến thắng bằng tính điểm nghiêng về Quang Lộc, nhưng cũng không gây thuyết phục cho toàn bộ khán giả theo dõi, bởi Camille đã chơi tốt ở nhiều thời điểm,